bảng chương thứ 166 trở về. Người ngồi trên xe ngựa của phủ Lị Dương đó chính là trưởng công chúa Lị Dương. Bà vừa mới ra ngoài cổng thành tiễn chân đứa con cuối cùng ở bên người. Đưa hắn vượt núi sông đến một nơi xa ngoài ngàn dặm để đưa thi đi di hài của phụ thân hắn về. Tạ bật khắc ca ca tiêu cảnh duệ của hắn. Tạ bật là thế gia công tử thật sự những gì hắn biết về giang hồ chỉ là phong cảnh và các truyền thuyết. Trên đường đi núi cao sông dài, mặc dù có mang mấy da bộc bên người, nhưng mẫu thân của hắn vẫn khó tránh khỏi lo lắng ở trong lòng. Vừa rồi ở ngoài cửa Nam Việt, người đến tiễn đưa chỉ có ngôn dự tân. cũng Có lẽ cũng không thể nói rằng đây chính là tình đời ấm lạnh, nhưng ít nhất đã không còn ai muốn chú ý đến họ nữa. Trước khi đi, Tạ Bật nhiều lần nhờ vả ngôn dự tân thường xuyên đến thăm mẫu thân của hắn, câu chữ thành khẩn, vẻ mặt bình tĩnh, trải qua những vùi dập của cuồng phong bão táp, vị công tử danh môn khi xưa, nay đã trưởng thành hơn rất nhiều. Bị che phủ bởi những sự kiện ly kỳ đó, rất nhiều người đã xem nhẹ sự khổ đau của Tạ Bật, thực ra, những gì hắn mất không hề ít hơn bất cứ một ai khác, hết gia tộc, hết tiền đồ, huynh lệ hung huynh đệ ly tán tơ duyên đứt đoạn phụ thân hắn từng vô cùng kính trọng giờ đây chỉ để lại cho hắn một đời ô danh nhưng đối mặt với biến cố long trời lở đất như vậy hắn lại không thể xa sút tinh thần không thể chán nản bởi vì hắn phải chăm sóc mẫu thân đang ngày một yếu đi từ trước đến nay tạ bật vẫn không phải là đứa con trưởng công chúa lị dương yêu thương chiều chuộng nhất nhưng sau khi đại nạn đến, hắn lại chứng minh mình là đứa con có thể trông cậy nhất. Hắn phải xử lý cục diện dối rắm sau khi một phủ đệ sụp đổ, dọn dẹp đồ đạc cho các tôi tớ nghỉ việc. Hắn luôn để ý tới tâm tình của mẫu thân, cùng bà thức trắng những đêm khó ngủ. Hắn an táng tiểu muội, tiễn đưa người huynh trưởng. Động viên đệ đệ đang học ở trong thư viện Tùng Sơn để hắn không quá bị ảnh hưởng bởi đại nạn lần này mà lúc này hắn còn phải chuẩn bị hành trang đơn giản lặn lội đường xa đi đưa linh cữu của phụ thân hồi hương thân là thế tử của phủ ninh quốc hầu tạ bật được giáo dục để thừa kế tập ấm mà giờ đây những gì hắn phải đối mặt là cục diện trước kia chưa bao giờ nghĩ đến cho nên lúc tiễn đưa ngôn dự tân nói một câu rất chân thành tạ bật trước kia ta đã đánh giá thấp ngươi Tiện chân đưa đứa con cuối cùng, nước mắt của trưởng công chúa Lị Dương đã cạn khô. Bà từ chối khéo đề nghị cùng đi của ngôn dự tân, một mình ngồi trên xe ngựa trống không, trở lại tòa phủ đệ, đã không thể gọi là nhà của mình. Về đãi ngộ, tất cả mọi chế độ của trưởng công chúa vẫn được giữ nguyên như cũ, Đưa mắt nhìn quanh, vẫn hào hoa xa xỉ, nhưng sâu trong nội tâm của bà lại cảm thấy mình đã nghèo khó không còn gì cả. Những thứ quý giá, những người và những tình cảm chân quý trong lòng đều đã rời bà bà ra đi. Dũ mẫu đã hầu hạ bà từ khi còn nhỏ, đi tới giúp bà thay váy áo mỏng, tháo búi tóc để bà nằm trên giường với tư thế thoải mái nhất. Hai thị nữ quỳ bên đầu gối nhẹ nhàng đấm bóp bắp chân cho bà một thị nữ khác cầm quạt lông phe phẩy gió mát ngọc trả chứa thanh lộ dưới cửa sổ đốt dạ hương vẫn xa hoa phú quý như thường trừ sự trống vắng và bi thương nơi đáy lòng từng kiên cường và mạnh mẽ mà bà cũng không chịu nổi mất mát quá lớn tình thân tình yêu chồng con từng đau không ngừng cắt cắt đến lúc quên cả đớn đau chỉ còn lại sự tê liệt và yếu đuối công chúa uống mắt canh an thần nhé nhũ mẫu nhỏ giọng khuyên bảo trong mắt chỉ có sự xót thương và lo lắng không đành lòng để bà già tóc bạc phải lo lắng hơn nữa trưởng công chúa lị dương cố gắng để tinh thần phấn chấn hơn một chút nói được cứ để đó ta tự uống mọi người đi nghỉ hết đi ta muốn yên tĩnh một lát Nhũ mẫu hiện ra hiệu cho thị nữ đặt bắt canh xuống, dẫn bọn chúng đi hết ra ngoài. Nửa khắc sau lại nhẹ nhàng vào xem, thấy bắt canh đã hết. Trường công chúa đã nhắm mắt ngủ yên trên giường, thần thái coi như bình thản. Nhũ mẫu mới thoáng yên lòng để tiểu nha đầu đỡ đi nghỉ ngơi. Hiện là cuối hạ, tiếng ve đã ngớt, tiếng chim chóc mùa thu còn chưa vang lên, bốn phía tĩnh lặng như nước. Lúc ngủ, trưởng công chúa Lị Dương không thích có người bên cạnh, cho nên sau khi buông màn, các cung nữ đều lui ra đứng hầu ở ngoài điện, trong phòng chỉ còn lại một mình bà. Trong cảnh tĩnh lặng này, rèm cửa bên trái nhà phía tây đột nhiên khẽ động, một bóng dáng mảnh rẻ nhẹ nhàng lách vào không tiếng động, chỉ thoáng một chốc đã đi tới bên giường, trước hết ngồi xuống quan sát người nằm trên giường sau đó nhẹ nhàng nhấc bàn tay để bên hông của trưởng công chúa lỵ dương sang bên cạnh vén vặt áo bà lên trên chiếc áo lót màu trắng bên trong một chiếc túi thơm màu vàng sáp rất nổi bật buộc vào dây lưng người nọ lập tức lộ vẻ vui mừng vội đưa tay cởi sợi dây trên túi thơm mặc dù chiếc túi thơm này nhìn rất bình thường nhưng lại được buộc mệnh mấy nút vào dây lưng người nọ thử cởi một lúc mà không thể cởi được nên lấy con dao nhỏ trong tay áo định cắt sợi dây đột nhiên cảm thấy một luồng kình phong rất mạnh ập đến sau lưng liền kinh hãi xoay người né tránh nhưng không kịp vừa nghiêng vai đã bị một trưởng đánh trúng sau lưng cả người bay ra xa mấy trượng đập vào cây cột màu son rồi rơi xuống, miệng phun máu tươi, lập tức hôn mê bất tỉnh. Động tĩnh này không nhỏ, chẳng những các thị nữ ngoài điện xông vào mà trưởng công chúa Lị Dương đang ngủ cũng bị đánh thức, lập tức xoay người ngồi dậy. Nhưng bà còn chưa thấy rõ tất cả xung quanh thì một đôi tay vững chắc đã giữ chặt hai bả vai bà, đồng thời giọng nói điềm đạm quen thuộc vang lên bên tai, mẫu thân không sao chứ. Toàn thân trưởng công chúa Lị Dương run lên, ánh mắt ngơ ngác nhìn khuôn mặt trước mắt. Đen hơn một chút, gầy hơn một chút, ánh mắt cũng trầm tĩnh hơn, trững chạc hơn. Có điều đây chính là khuôn mặt của đứa con bà yêu thương nhất, đứa con được bà bênh vực nhất, bị tổn thương nhiều nhất và cũng làm bà ấy đáy nhất. Cảnh duệ! Cái tên này vừa vang lên qua đôi môi trắng nhợt, nước mắt đã khô cạn lập tức tuôn trào. Bà ôm chặt hắn vào lòng không muốn buông tay. Vâng, là con. Tiêu cảnh duệ vỗ lưng mẫu thân, dù mắt đã đỏ nhưng nụ cười vẫn nở trên môi. Trước kia phú quý an bình, mẹ con giữ khoảng cách đúng lễ giáo. Giờ đây sau kiếp nạn mới có sự thân mật như máu thịt giao hòa. Cảnh duệ, con về sớm một ngày thì tốt. Rơi nước mắt một hồi, trưởng công chúa Lị Dương hít hơi. biết mấy hơi thật sâu, vòng tay khẽ nới lỏng để nhìn mặt con trai hôm nay bật nhi xuất phát đi kiềm châu con không gặp được nó con đã nghe quản gia nói không sao nhị đệ đi đưa linh cữu sẽ nhanh chóng trở về tiêu cảnh duệ dùng tay áo lau nước mắt cho mẫu thân dịu dàng nói trước khi nhị đệ về con sẽ ở bên mẹ chỉ là một câu bình thường không ngờ lại khiến trường công chúa lị dương rơi lệ lần nữa sau khi cố gắng ngừng khóc bà vẫn nhìn con trai chằm chằm hai mắt không rời khỏi người tiêu cảnh duệ tiêu cảnh duệ bình tĩnh hơn lúc này nhớ tới người vừa rồi bị một trưởng mạnh kia đánh bay chàng vội vã đứng dậy đi xem chỉ thấy là một nữ tử mặc y phục thị nữ do bị thương rất nặng nên người này nằm yên tại chỗ các cung nữ bên cạnh không rõ nguyên do không ai dám đến chạm vào người à cảnh duệ có chuyện gì vậy Trưởng công chúa Lị Dương đứng lên theo, đi tới, thoáng nhìn. Con cũng không rõ lắm. Vì nghe nói mẹ đang nghỉ ngơi, nên lúc con vào không cho người thông báo. Đúng lúc đó con thấy ả rút rau găm ra bên cạnh giường mẹ. Trong tình thế cấp bách, con đã ra tay hơi mạnh. Tiêu cảnh dậy quan sát thương thế của nữ tử đó cau mày. Xem ra một giờ một khắc sẽ không tỉnh lại. Nhìn có vẻ quen quen, người cũ trong phủ sao? Một lát sau, Thê tử của một quản sự trong phủ công chúa trả lời, nói nữ tử này là hầu gái đã làm trong phủ hơn 3 năm. Tiêu cảnh duệ càng thêm nghi hoặc lẩm bẩm. À ở trong phủ lâu như vậy, nếu chỉ là ám sát thì có rất nhiều cơ hội, tại sao đến hôm nay mới hạ thú? Trưởng công chúa Lị Dương cũng không khỏi cau mày. Giờ đây mẹ đã là một người không còn gì là quan trọng, ai lại muốn ám sát mẹ? Cảnh Duệ, con có khẳng định là khi nhìn thấy nó đang chuẩn bị giết mẹ không? Tiêu Cảnh Duệ nheo mất hồi tưởng tình cảnh khi đó, đột nhiên hỏi, mẹ, bên hông mẹ có thứ gì không? Bên hông, trưởng công chúa Lị Dương chậm rãi, vuốt dây lưng, ngón tay chạm vào lớp lụa mềm mại của chiếc túi thơm, sắc mặt hơi tái đi. Chỉ có, chỉ có cái này, còn biết đấy, tạ à, một bức thư ông ấy viết gần lúc gần đi. Nghe bà nhắc tới bức thư tay đó, Tiêu Cảnh Duệ lập tức nghĩ lại tình hình lúc đó, trái tim thắt lại vội nói, nội dung bức thư là gì mẹ đã xem chưa? Trưởng công chúa Lị Dương yếu ớt lắc đầu, mẹ giữ bức thư tay này cho ông ấy chẳng qua vì ông ấy phó thác để giữ tính mạng cho ông ấy, mẹ không hề muốn xem nội dung trong đó tiêu cảnh duệ cũng không hứng thú với những bí ẩn mà tạ ngọc lưu lại bởi vì biết càng nhiều thì càng đau khổ hậu quả của những việc những vết bẩn trước đây bị khui ra chính là sự dày vò và hành hạ khó mà chịu đựng điểm này chàng là người rõ ràng hơn bất cứ ai nhưng tình hình bây giờ là đã có người động thủ nhằm vào bức di cảo này Nếu như không biết rõ nội dung thì sẽ rất khó suy đoán kẻ thù là ai Cũng không phán đoán được mức độ nguy hiểm của tình hình Cho nên chàng suy nghĩ rất lâu cuối cùng vẫn đuổi tất cả hạ nhân đang ở ngoài trong phòng ra ngoài Cảnh rễ còn muốn xem à Trưởng công chúa Lị Dương cầm tay chàng. An nguy của mẹ là điều rất quan trọng. Biết bức thư đó liên quan tới người nào thì mới biết ứng đối ra sao. Mẹ, nếu mẹ thật sự không muốn biết thì một mình con đọc là được. Trưởng công chúa Lị Dương cười nhạt, cúi đầu mở túi thơm bên hông, lấy chiếc khăn lụa loang lổ nét mực ra, dịu dàng nói. Đã xem thì mẹ con mình cùng xem, nếu như đó lại là một vết thương ngày trước, thì hai người thừa nhận dù sao hai người chịu đựng, dù sao cũng tốt hơn một người. Tiêu cảnh duệ đưa tay nhận lấy chiếc khăn lụa, ngồi xuống bên cạnh mẫu thân, trải phẳng chiếc khăn ra, hai mẹ con nắm hai góc khăn, đọc kỹ một lượt từ đầu. Lúc đầu, vẻ mặt hai người chỉ hơi ngưng trọng, nhưng càng đọc thì máu trên cơ thể càng biến mất, cuối cùng gương mặt trở nên trắng bệch, chiếc khăn dài trên tay như có sức nặng vạn cân, đọc đến phần sau. Lị Dương buông nhẹ tay, cả người gục xuống gối, đưa tay che mặt mình lại. Tiêu cảnh duệ cắn chặt răng, cầm góc khăn lụa mẫu thân vừa thả ra cầm trên tay đọc đến chữ cuối cùng trước khi đọc bức thư này chàng tưởng tượng ra những chuyện làm người ta kinh hãi nhưng sau khi xem xong chàng mới biết những chuẩn bị tâm lý lúc đó hoàn toàn không có tác dụng gì những văn tự tạt vào mặt khiến máu trong người chàng đều đóng thành băng cứng sự sợ hãi lan khắp toàn thân sau khi trải qua đêm ân đoạn nghĩa tuyệt đó tiêu cảnh duệ cho rằng sẽ không còn chuyện gì có thể dễ dàng làm tâm tình của mình chấn động nữa nhưng chân tướng mà chiếc khăn mỏng banh này bày ra hôm nay lại là một địa ngục khác hoàn toàn không giống nỗi đau về thân thế và của cá nhân chàng một địa ngục sâu hơn đen tối hơn ti tiện hơn vô sỉ hơn một địa ngục tràn ngập máu tanh oán hận thảm thiết và bi phẫn trong lò luyện của địa ngục này mai táng một đời hiền vương một đời danh xoái và 70.000 trung hồn, mai táng thiếu niên trói mắt nhất, sáng ngời nhất đế đô Kim Lăng năm đó. Cũng mai táng hy vọng đối với lý tưởng và sự trong sạch của vô số nhân tâm. Chiếc khăn lụa mềm mại nhẵn nhụi, vốn nên có cảm xúc mát lạnh, nhưng khi tiêu cảnh duệ dùng sức nắm chặt nó trong lòng bàn tay lại cảm nhận rõ ràng một ngọn lửa bùng cháy đang lan vào cơ thể theo mạch máu toàn thân như muốn đốt cháy lục phủ ngũ tạng của chàng trưởng công chúa lỵ dương ngã vật xuống giường khóc thành tiếng gần như không thể nào hít thở được nữa dòng máu tươi của tỷ muội tần dương bắn tung tóe trên bạc ngọc lại một lần nữa hiện lên trước mặt nhuộm tất cả những thứ trong tầm nhìn thành màu đỏ tươi, trọn đời cũng không tẩy sạch được. Tiêu cảnh dậy đưa tay giữ đôi vai gầy yếu của mẫu thân, kéo bà quay về phía mình. Trong nháy mắt, ánh mắt của hai mẹ con gặp nhau, hai bên đều hiểu được suy nghĩ trong lòng đối phương. Không được, không được, trưởng công chúa Lị Dương hoảng sợ giữ cánh tay con trai, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán Vụ án này là đích thân bệ hạ phán xét, con có thể làm gì được? Tiêu cảnh dậy chăm chú nhìn mẫu thân, ánh mắt bình tĩnh không hề lay động. Mẹ! Con không biết mình có thể làm gì, con chỉ biết đứng trước chân tướng như vậy. Con không thể không làm gì cả. Hết chương thứ 166, chương thứ 167, thỉnh cầu lúc nói câu này ngữ điệu của tiêu cảnh duệ không cao nhưng lại lộ ra một sự kiên định và quyết tâm trưởng công chúa lị dương cảm thấy như có một bàn tay vô hình đang bóp chặt cổ họng bà khiến bà không thể không giữ chặt lấy con trai như một người chết đuối bám vào khúc gỗ cảnh duệ còn nghe mẹ nói con không biết con không biết ông ta tàn nhẫn như thế nào đâu năm đó không phải không có người kêu oan nhưng ông ta không nghe không nghe tấn dương tỉ tỉ thần phi cảnh vũ khi mẹ nhìn họ chết mẹ biết hoàng thượng đã hạ quyết tâm tuyệt tình nhất tàn nhẫn nhất độc địa nhất ở trên đời vụ án này là vẩy ngược lớn nhất trong lòng ông ta ai muốn chạm vào sẽ đồng nghĩa với việc muốn lật đổ uy quyền ăn trên ngồi trước của ông ta người đó sẽ không có kết cục tốt còn ngẫm lại xem lê lão tiên sinh thái phó còn cả anh vương bá bá của con có ai không phải người danh tiếng lừng lẫy trên thiên hạ nhất cử nhất động đều có ảnh hưởng tới vô số người nhưng kết quả thế nào không ai lấy chuyển được lòng dạ tàn khốc của thiên tử cảnh duệ con đừng dại dột chẳng lẽ con còn có thể thông cáo thiên hạ nói cho thiên hạ biết sai lầm lớn mà hoàng đế mẹ hạ đã phạm phải mẹ vậy chúng ta cứ coi như không thấy gì hết hay sao tiêu cảnh duệ nói nhỏ xóa chân tướng khỏi đầu làm như chưa bao giờ đọc bức thư này đúng không nếu làm như vậy thì thật lương tâm của mẹ con mình có thể có một ngày thanh thản được nữa không cảnh duệ con hiểu ý mẹ nhưng chân tướng là chân tướng dù không biết chúng ta có năng lực thay đổi đen chặt đã bị đảo lộn hay không, nhưng ít nhất chúng ta không thể là kẻ đồng lõa để che giấu chân tướng đó. Tiêu cảnh duệ muốn gạt tay bộ thân ra, nhưng lại bị nắm chặt hơn. Nước mắt của trưởng công chúa lỵ Dương đã rơi xuống như chuỗi ngọc đứt dây, khiến chàng không thể không dừng lại, tiếp tục kiên nhẫn khuyên bảo. Mẹ, bây giờ đã có người đến cướp đoạt bức thư này chúng ta muốn đặt thân ngoài chuyện này cũng không được nữa mẹ phải tin rằng sự công chính cao nhất trong đời trời đất này không phải là đế vương quân hoàng mà là đạo nghĩa và sự thật có điều mẹ cứ yên tâm mặc dù con không thể khoanh tay phớt lờ nhưng vì mẹ con sẽ không làm việc lỗ mãng Trưởng công chúa Lị Dương bối rối lắc đầu, những sợi tóc rối thấm đẫm mồ hôi lạnh dán sát vào má, khiến bà có vẻ già đua và tiểu tụy, thấy không thuyết phục được con trai. Trong lòng bà đột nhiên lóe lên một suy nghĩ. Cảnh Duệ, chúng ta giao cái này cho thái tử được không? Cái gì? Thái tử? Trưởng công chúa Lị Dương vội vàng nói, khi con không ở Đại Lương, con không biết, không biết con có nghe nói Đại Lương đã có thái tử mới không? tiêu cảnh duệ trầm ngâm suy nghĩ chậm rãi gật đầu con có nghe nói là tĩnh vương đúng đúng trường công chúa lỵ dương hít sâu một hơi cố gắng bình tĩnh trở lại có lẽ con không nhớ rõ nữa thằng bé cảnh diễm này nó có quan hệ không thể cắt đứt với kỳ vương và lâm gia tiểu thù của lâm gia và nó cùng nhau lớn lên hai đứa đó là bằng hữu tốt nhất nếu ở trên đời này có ai thật lòng, thật ý muốn rửa oan cho kỳ vương và nhà họ Lâm, thì người đó chính là nó. Chúng ta giao bức thư này cho thái tử, chẳng phải còn có tác dụng hơn là cứ giữ nó hay sao? Thái tử mới, tiêu cảnh dậy trong bày, lộ vẻ suy tư. Trước kia con không tiếp xúc nhiều với hắn, không hiểu hắn là người thế nào. Mặc dù năm đó bọn con có tỉnh bằng hữu, nhưng giờ đây thái tử, chính vị đông cung, chờ kế thừa ngôi hoàng đế, hắn sẽ mạo hiểm chọc giận bệ hạ để lật đổ một đại án như vậy hay sao? tâm tính của cảnh diễm xưa đây vốn lương chính, mẹ tin rằng nó sẽ không quên ân nghĩa trước đây. lị dương cuộn chiếc khăn lụa lại, cho vào túi thơm nhanh chóng nói: mẹ sẽ đến đông cung, con đừng làm gì cả. bất kể thái độ của thái tử thế nào, dù sao mẹ cũng là cô cô của nó, chắc chắn sẽ không có việc gì sao con có thể để mẹ đi một mình được tiêu cảnh duệ nở nụ cười dịu dàng giọng nói rất kiên định thái tử đã không làm khó mẹ thì đương nhiên cũng sẽ không làm khó con bản ý của trưởng công chúa lị dương đương nhiên là hy vọng con trai không dính líu gì tới chuyện này nhưng dù sao cũng là con đẻ của mình bà vẫn hiểu tâm tính của tiêu cảnh duệ chỉ thoáng nhìn chàng một cái đã biết quyết tâm của chàng đã không thể thay đổi đành ừ một tiếng rồi không nói nữa Đêm đó, Tiêu Cảnh Duệ chỉnh đốn lại việc phòng thủ, bảo vệ phủ công chúa, cất chiếc khăn lụa đó trên người mình, đứng hầu bên ngoài tẩm điện của mẫu thân. Một đêm bình an vô sự, sáng sớm hôm sau, hai mẹ con ăn sáng qua loa, tính toán thời gian thái tử hạ triều, cùng ngồi xe kiệu đến Đông Cung. Mặc dù Tạ Ngọc phạm án bị giáng tội, nhưng dù sao trưởng công chúa Lị Dương cũng là lá ngọc cành vàng, ngự muội của thiên tử. Các chấp sự tiếp đón ở Đông Cung không dám thở ơ, một mặt phái người nhanh chóng đi thông báo, mặt khác cung nghênh bà vào cung. Vì vừa mới từ buổi thiết triều trở về, tiêu cảnh diễm còn chưa kịp thay mũ áo thái tử, liền đứng trước bậc thềm chính các Đông Cung chờ vị cô cô này để tỏ ý trọng đãi. Vì tính tình của hai người nên từ trước tới nay hai cô cháu vẫn không quá thân thiết, khi gặp mặt cũng chỉ lạnh nhạt chào hỏi lẫn nhau, sau đó đi vào trong các. Nhưng vừa bước qua bậc cửa chính các đông cung, trưởng công chúa Lị Dương và Tiêu Cảnh Duệ đang dìu bà đồng thời sững sờ, ngơ ngác đứng yên tại chỗ. Bởi vì trong chính các không dễ dàng cho người khác vào này, lại có một người khác đang đứng, mặc một chiếc áo trắng không có phẩm chật cũng không có chức tước, Lúc này người đó đang đứng cười như mây mờ gió nhẹ, vừa khóc người thi lễ với trưởng công chúa vừa nói, thảo dân bái kiến trưởng công chúa điện hạ, cảnh duệ đã lâu không gặp. Năm ngoái tiêu cảnh duệ rời kinh, mai trưởng tô bề ngoài vẫn là người của dự vương, giờ đây đã cạt khôn chuyển rời, chàng đã có thể hãnh diện đứng bên cạnh thái tử tân nhậm. Nhớ cảnh nhớ tình, trong lúc vỡ lẽ ra mọi chuyện, cảm xúc trong lòng chàng cũng không khỏi quay cuộc ta thật không nghĩ rằng có thể nhìn thấy tô tiên sinh ở đây trưởng công chúa lị dương lạnh lùng cười nói năm đó lần đầu tiên gặp tiên sinh đã biết không phải vật trong ao giờ đây xem ra quả nhiên là thủ đoạn của kỳ lân công chúa quá khen mai trưởng tô bình thản nói tô mỗ được thái tử điện hạ nâng đỡ có lòng tán thưởng là con dân đại lương làm sao tô mỗ không dám không cố hết sức mõm chàng nói nhỏ nhẹ vẻ mặt hòa nhã nhưng không biết vì sao lúc nhìn chàng trưởng công chúa lị dương vẫn cảm thấy trong lòng sợ hãi vì vậy bà tránh ánh mắt chàng nói cảnh diễm hôm nay ta đến chỗ ngươi là có chuyện cơ mật muốn nói với ngươi người ngoài ở đây không tiện lắm có thể mời tô tiên sinh tránh ra ngoài một lát được không tiêu cảnh diễm lập tức nói không cần tô tiên sinh cũng giống như bản thân ta Cô cô có lời gì có thể nói với ta thì cũng có thể nói với Tô Tiên Sinh. Câu này đã rất có trọng lượng, cho dù thái tử chỉ nói khách sáo thì cũng không thể xem thường. Huống chi giọng nói của chàng rất nghiêm túc, không hề có vẻ khách khí. Trưởng công chúa Lị Dương nhìn hai người này trong lòng thấp thỏm cũng bắt đầu do dự. Hôm nay trưởng công chúa Điện Hạ đến đây là vì bức thư của tạ hầu, viết khi rời kinh đúng không? mai trường tô dường như không để ý đến vẻ mặt của bà vẫn mỉm cười hỏi nghe chàng nói như vậy nghĩ chuyện này cũng ở trong tầm khống chế của chàng tiêu cảnh duệ liền hỏi một câu tại sao tô huynh biết ý tưởng để lại bức thư bảo vệ tính mạng này là do chính ta đưa ra khi đó cảnh duệ không biết nhưng trưởng công chúa điện hạ chắc vẫn không quên mai trường tô tiến lên trước một bước nhíu mày hôm nay hai vị đến Đông Cung chắc là đã đọc qua nội dung bức thư, có cảm nhận gì không? Trưởng công chúa Lị Dương kinh hãi nhìn chàng, giọng nói run run, chẳng lẽ ngươi biết sao, những chuyện trong bức thư đó mà ngươi đều biết từ trước? Ta biết thì sao? Thiên hạ vẫn còn chưa biết. Những người ở đây chưa biết bao giờ thấy vẻ mặt lạnh lẽo của Mai Trường Tô lúc này. Nụ cười lạnh trên môi, lông mày như lửa nóng, hai mắt sáng rực làm người ta không dám nhìn thẳng trưởng công chúa, ngày xưa từng là tỉ muội tình sâu nghĩa nặng, mấy năm nay cố nhân có đến trong mơ. Trưởng công chúa Lị Dương không chịu nổi ánh mắt đó của chàng, đột nhiên quay đầu qua một bên cắn răng nói, ngươi cần gì phải nói thêm nữa. Các ngươi đã biết nội dung bức thư thì nhất định muốn có nó. Thực ra hôm nay chúng ta đến, vốn cũng định giao bức thư này cho thái tử, cầm lấy đi. Mai trưởng tô nhìn chiếc túi thơm trưởng công chúa dơ lên, cười lạnh nhạt nói. Điện hạ sai rồi. Riêng một bức thư thì ta không để vào mắt. Việc thái tử điện hạ muốn nhờ trưởng công chúa giúp còn khó hơn chuyện này nhiều. Không biết điện hạ có nguyện ý nghe đôi lời. Tiêu cảnh dậy nhẹ nhàng bước sang, chè khuất nửa người mẫu thân nói nhỏ. Tô huynh, gia mẫu bây giờ chỉ ở trong nhà, những việc có thể làm đều có hạn, trong chuyện này nếu Thái tử Điện Hạ có gì sai bảo thì cảnh duệ sẵn lòng gánh vác. Mai Trường tô liếc nhìn chàng ta một cái nhẹ nhàng lắc đầu, cảnh duệ. Trong chuyện này thì những việc ngươi có thể làm mới thật sự là có hạ. Cô cô, ta đã nhờ mở miệng nhờ cô cô thì việc đó đương nhiên cũng chỉ có cô cô mới có thể làm được. Tiêu cảnh diễm nhìn thẳng vào mắt Trường công chúa Lị Dương nói, Cô cô thật sự không muốn nghe một chút sao? Đã nói đến thế thì hiển nhiên đó không thể là một yêu cầu đơn giản. Có điều sau khi do dự một lát, trưởng công chúa Lị Dương vẫn nói, ngươi nói xem. Mấy ngày nữa chính là sinh nhật của Phụ Hoàng, ta sẽ cử hành nghi điện cho Phụ Hoàng, triệu tập tôn thất, thân quý, trọng thần triều đình đến điện Vũ Anh mừng thọ, tiêu cảnh diễm nói với giọng đều đều. Bức thư này là lời tự thuật của Tạ Ngọc, mà cô cô là thê tử của Tạ Ngọc. Ta muốn cầu xin cô cô mang bức thư này đến tự thú thay cho Tạ Ngọc trước mặt bá quan. Trưởng công chúa Lị Dương kinh ngạc, không tự chủ được lùi lại mấy bước trong đời mình điều phụ hoàng coi trọng nhất chính là uy quyền tối cao không cho phép được thách thức của mình vụ án này liên quan đến thanh danh cả đời của phụ hoàng cho dù chân tướng khiến ông ấy chấn động thế nào thì ông ấy cũng sẽ không tự nhận sai để lại ô danh ngu ngốc tàn bạo giết con trai, diệt trung thần cho đời sau. Cho nên ta phải tạo thành cục diện khiến lòng người sôi trào, cưỡi hổ khó xuống. Một cục diện hoàn toàn vượt ra sự khống chế của phụ hoàng. Bất kể ông ấy có muốn hay không thì cũng phải đồng ý thẩm ạ. Phúc thẩm vụ án này trước mặt nhiều người Mà để mở đầu cục diện này Thì phải nhờ cô cô Ý ý Ý này của ngươi thật sự là Quá điên Quá điên Cả gan làm loạn sắc mặt trưởng công chúa Lị Dương như tuyết, bà ngơ ngác trợn mắt nhìn chàng. Xin cô cô yên tâm, bất kể đến lúc đó cục diện diễn biến thế nào, ta sẽ không thể để cô cô bị tổn thương. Nếu như bệ hạ nổi giận, nhất định làm theo ý mình thì ngươi định bảo vệ ta thế nào? Ta đã phải đi bước này thì đương nhiên đã có sắp xếp vẹn toàn. Phụ hoàng giờ đây không phải phụ hoàng năm đó, ta cũng không phải kỳ vương của năm đó. Việc ta cần làm là tẩy sạch oan khuất, chứ không phải thiêu thân lao vào lửa. Nếu không có sự chuẩn bị kỹ càng thì chẳng phải là hữu dũng vô mưu sao? Công chúa Lị Dương bị ẩn ý lời nói của chàng làm cho chấn động, một hồi lâu không nói nên lời. Một năm nay bà chỉ ở trong nhà, có nhiều tin tức bên ngoài, chỉ cho rằng tiêu cảnh diễm ngư ông đắc lợi, nhưng lúc này, nhìn khuôn mặt cứng rắn như sắt của chàng, lại nhìn tài tử kỳ lân bắt tay sau lưng đứng bên cạnh, chợt bừng tỉnh nhận ra lúc này lưỡi sắc của đứa cháu trai trước mặt đã không phải thứ vị hoàng đế già kia có khả năng chống khống chế. Cảnh diễm, trưởng công chúa Lị Dương bình tĩnh lại một chút, nhìn con trai đang cau mày trầm tư bên cạnh hơi ngẩng mặt lên, Bất kể thế nào thì chuyện vạch trần vụ án này trước mặt bá quan cũng không phải chuyện dễ dàng. Nếu ta làm theo lời ngươi thì ta được lợi ích gì? Điện hạ hỏi sau khi tố cáo sẽ được lợi ích gì à? Mai trưởng tô nhướng mắt, ánh mắt lóe sáng, trưởng công chúa điện hạ. Điện hạ đã biết được chân tướng vụ thảm án năm đó, lại còn hỏi nếu tẩy sạch oan khuất cho họ thì có được lợi ích gì? Trong lòng trưởng công chúa Lị Dương khẽ run rẩy không tự chủ được hạ thấp mi mắt. Thôi, giọng nói của Mai trưởng Tô lộ vẻ thất vọng sâu sắc, xoay người lại nói với tiêu cảnh diễn. Tố cáo giữa kim điện, cần có dũng khí rất lớn. Nếu trưởng công chúa không thật lòng thật ý, thì e rằng hoàn toàn phản tác dụng, làm loạn kế hoạch của điện hạ. Tốt nhất nên tìm cách khác. Hết chương thứ 167